Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Rebel 210 ABS 2009 đã có thêm cái màu mới. Honda vừa bổ sung thêm cái màu sắc mới cho cái mô hình năm 2009 của chiếc Cruiser hạng trung Rebel 210 ABS nhằm đáp ứng thêm cái nhu cầu lựa chọn đến khách hàng trên các thị trường. Thương hiệu xe máy Nhật Bản vừa bổ sung thêm hai cái màu sắc mới vào danh mục sản phẩm Rebel 210 ABS. Và ở mô hình năm nay, cái mẫu Cruiser hạng trung này chỉ có thêm cái điểm khác biệt nằm ở màu sắc bình xăng xám và nâu. Ngoài đổi kể trên thì kiểu dáng cũng như cái động cơ của xe vẫn không có gì thay đổi. Honda Rebel 210 ABS mô hình năm 2009 vẫn sở hữu trên mình cái chiều dài trục cơ sở dựng ở mức 1490mm, chiều cao 690mm, dung tích bình xăng 11.2 lít, trọng lượng không tải 190kg, đèn pha tròn cái kiểu cổ điển, phần yên thiết kế thân gọn cho cả người ngồi trước và sau. Đồng hồ tròn đơn hiển thị cái dạng điện tử, hệ thống ống xả đơn. Và cũng giống như hai phiên bản 300 và 500 phân khối, Honda Rebel 210 ABS 2009 sở hữu trên mình hệ thống treo trước đi kèm với cái phục là 41mm, thương hiệu của OEM. Khi hệ thống treo sau được kết hợp với cái bộ giảm sóc Showa Protein. Cái bộ mâm đa chấu 16 inch đi kèm lớp kích thước là 130x90 cho bánh trước và 150x80 cho bánh sau. Honda Rebel 210 ABS 2009 được trang bị động cơ sinh đơn với dung tích là 249 khối hộp số sơ cấp. Động cơ này tạo ra công suất đa là 26 lực tại vòng tua máy 9.500 phút, mô men sức đại 22 m tại giải tua máy 7.750 vòng trên phút. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.